Nhìn cái nước đây. Gì vậy? Chú gì vậy? Hả? À, má ơi. Úi giời ơi. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm nay Dương lại tiếp tục video đi thăm lờn nữa nha cô chú anh chị mình. Thì hôm nay Dương lại đi thăm 3 ngày nữa nha. Thì hy vọng hôm nay sẽ có thu hoạch khá khá xíu rồi. Hôm nay chúng trúng mùa cái rồi. Thì hôm nay người ta nghỉ nè. Nên Dương đi Bà Rịa nên Dương về thăm trễ. Cá mắm hồng sẽ vụn cây luôn rồi. À, cái là đầu tiên của Dương được một con cá lóc chứ một con cá lóc kiến nha. Đây. Để Dương sẽ bắt cá lóc nè. Oh. Đây một con cá lóc nha, ngon lành. Còn cá lóc kiến này thả nó luôn đi. Xếp hàng hạnh vô anh gì anh bắt ra cưng. Rồi tiếp tục thôi. Hôm nay trời hôm nay buổi sáng Dương đi thăm buổi sáng là sẽ không có cảnh tối nữa nha. Thì hôm nay sẽ đi thăm ban ngày nên là trời sẽ sáng chứ không có tối. Đây cái loài gì đặt đây. Cui. À, cái loài này cá sặc nha. Rồi hôm nay Dương sẽ bắt cá sặc hết luôn. Hôm bữa có hứa là hôm nay sẽ bắt cá sặc thì hôm nay Dương sẽ bắt cá sặc hết luôn. Rồi mình tiếp tục thôi. Hy vọng cái loại này có cá đây. Thấy chuyện ngủng vậy. Rắc không ta? Ủa không có rắc chẳng có cá. Thì chắc là cũng có cái không chứ không phải cái nào cũng có. Cái con cá bự gì. Thì hôm bữa Dương có dò một cái lèo qua đây nha. Thì cái lèo chỗ mà người ta thăm của Dương hoài đó. Thì Dương dò cái góc này nè. Người ta dò qua đây đây. Ê, hình như là Dương đạp cái lèo này phải. Ta, đúng rồi. Ồ, mình bây giờ ở đây mình không nhớ chỗ nào luôn. Đặt mấy cái lờ luôn. À giờ được hai con cá rô. Năm cá. Ui da cái cỏ gai đâm. Ui, đã có nè. Còn này. Một con cá lóc nè. Một con cá lóc nè, một con cá lóc. À, hai con cá lóc, một con nhỏ, con bự. Cá lóc nè, cô chú anh chị. Sẽ bỏ mấy cá lóc này vô trong túi nha để nó nhảy, mấy cá nhảy ghê lắm. Rồi. Tiếp tục vô vào bên đây nữa không?
Hôm nay nước cạn quá cạn rồi. Đây đây. Hôm nay là cạn dữ lắm, cạn luôn rồi đó. Là này cá sặc cũng không vô luôn. Trời ơi, hôm nay nước kém quá kém rồi. Cái lời vô nằm trên cạn luôn rồi. Này, cá móng gì nữa. Ôi giời ơi. Cái này, lỏng quá này. Được kém chứ. Cái là này hôm bữa là ngập lúc luôn, hôm nay cạn lội lên trên luôn nè. Để cái vỏ lên đây kìa. Để nước vô cái thì bươi không nổi rồi. Cái là này xúc cây luôn. Có cá vô không mà xúc cây đây. Có phi. Bày có phi. Wow. Mình chú nè, cũng bắt cá lóc thôi. Có phi một bầy. Thôi thì bắt luôn. Con không vừa không bự nữa. Là cho bảy cá phi. Này bữa giờ giờ cạn nay khô gan luôn rồi, chích queo rồi, cá rồi nè, ở vô con lóc chích queo kìa, vô ba con cá lóc luôn nhưng mà chết, chắc giờ nắng nóng quá, con này cũng mới chết rồi thôi. Là cái vuông nè, hôm bữa nè, giờ nó khô gan gì luôn nè, con dèo, khô gan, này chắc vô bữa trước quá, cá lóc này chắc vô bữa trước quá, chứ hôm nay thì nó khô gan gì làm gì có cá lóc vô, cũng còn dắt dắt được con cá lóc nha, wow. Thì hôm nay thất thủ rồi cô chú anh chị mình đây. Còn dứt giác được cái lời này con cá lóc. Nước
nước bữa mình đi đặt lờ là nước nó còn lên tới trên cái trên này ngập lục bình luôn, giờ thì nó khô quéo luôn. Chỗ này dính cá móng gì nay lỗ nay thua. Những cái nước đây gì vậy chú vậy hả à, má ơi úi giời ơi mới thấy luôn lần đầu luôn nha. Nè một cặp chích úi giời ơi mày vô tụi mày vô nào vậy khổ thân à, lần đầu tiên mới thấy nha, đặt lờ vô chim hết có biết chưa. Wow. Rồi Dương sẽ lụm nó luôn, bỏ hai này vô túi luôn nè. Bây giờ làm gì giờ, tụi em thì trước cũng tới sau cũng tới à. Đây đặt lại vô chim nha. À, con này chim tơ. Lần đầu tiên trong cuộc đời đặt lờ vô chim. Khô gan luôn. Không còn mảnh nước chứ không phải là miếng nước nào luôn. Rồi tiếp tục đi. Thì Dương cũng đặt bên vậy đó cũng mấy cái nữa đó, giờ chắc cũng khô gan à, biết có con gì không nè. Lỡ là vô thêm cọc nữa đi. Hôm bữa như đặt xích trên kia kìa cạn quá rồi xong rồi dời ra ngoài. Dời ra ngoài thì hôm nay khô queo luôn. Đây như dời ra cái con này móc cái lỗ sâu quấy xuống nè à, cũng còn nước vô này nha nhưng mà không có cá vô, còn nước vô nhưng mà không có cá vô. Có vẻ là của Dương thăm hôm nay còn một cái duy nhất nữa nha, thì thăm cái này xong rồi chứ nó về Dương sẽ đổ cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem. Nằm làm riêng ra đây ngay cái cầu này, đây là ngay cầu. Cái chạm hết. Đây có gì không? Khui. Có con cá lóc nhỏ thôi. Dù không thèm bắt luôn, để lại luôn nha. Mất trọng rồi. Bây giờ Dương sẽ quay về thôi, tí nữa về nhỏ nhà Dương sẽ qua đổ cái thành quả ra quay cái thành quả hôm nay cho cô chú chị mình xem nha. Mệt quá giờ thở hết nổi luôn. Dương vừa về tới nhà nè, thấy không khỏe cho người lắm. Bây giờ Dương sẽ đổ cái thành quả ra cho cô chú chị mình xem nha. Mặt mày thì đỏ như quan công rồi, nhưng mà để bắt hai con chim rồi đã. Để thôi đổ ra cái này, nó chạy luôn cái bàn hết chứ không hết. Nè. Em còn nè. Đây đặt là được hai. Đây là hai con chích nha. Đặt là vô được hai con chích. Để bắt hết cái luôn để thôi hết nó nhảy nè. Được con hết nè. Như con hết rồi. Để vô cái đổ cái thằng quả ra. Để có nhiều cá lóc. Là bị cạn chết khô luôn rồi. Nắng quá nắng rồi. Để Dương thả hai con chết này vô cái Dương thả hai chết này vô cái lồng cái đi để cho nó dễ. Nó cá trong vỏ đây. Hôm nay là bắt hết, bắt cái gùi bắt hết luôn.
Dùng đi dùng lại chắc cũng được 2-3 kg gì đó, rồi có phi nhiều. Thì đây là cái thành quả của Dương ngày hôm nay. Hôm nay thất thủ rồi cô chú anh chị ơi. Cái video của Dương tới đây là kết thúc nha. Thì hy vọng cái video sau Dương sẽ làm ăn khá hơn hôm nay nha. Hôm nay thì thất thủ rồi. Bye bye cô chú anh chị nha.